Khi thầy click chuột, dòng code tuôn ra, sinh viên nào gà hỏi ngay thầy chỉ lỗi ở chỗ nào, tìm ngay với thầy. Xin chào tất cả các bạn, nhật ký hôm nay Hana hôm nay xin dành lời chúc trân trọng nhất đến tất cả các mentor kính mến và thân thương của Phoenix ạ. Trong những ngày gần đây, không khí ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 đã tràn ngập ở khắp mọi nơi. Chắc các bạn cũng cảm nhận thấy khí thế rộn ràng này rồi đúng không ạ? Vâng, trong Phoenix ngay từ tuần đầu tiên, tuần trước, các editor của Phoenix đã lập hẳn một event để có thể bình chọn cho mentor mà các bạn yêu thích nhất. Đâu đó có những lời chúc được gửi bằng lời nói, bằng hình ảnh hay thậm chí cả một bài ca dành đến những người thầy, người anh, người bạn đã dìu dắt giúp đỡ chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức một nhạc bản nhạc đẹp mang tên Bụi Phấn do editor Lê Nguyễn Thiện Nhân, bạn sinh viên trẻ tuổi nhất của Phoenix trình bày ạ. Hello everybody, today is Teacher's Day in Vietnam. So I would like to present to you a piece of piano called Bụi Phấn. I have best wish for teachers around the world and I hope you enjoy this performance. Vâng ạ, những phím đàn đẹp và những lời chúc của cậu bé 12 tuổi Thiện Nhân đã khép lại nhật ký Hana số này rồi. Một lần nữa, kính chúc toàn thể mentor sức khỏe, niềm vui và luôn sát cánh dìu dắt, hỗ trợ cho các editor thân yêu của Phoenix ạ. Xin chào!